Mẹ đừng bào chữa cho nữa mẹ. Con muốn biết sự thật. Hãy nói cho con sự thật. Jody à, con muốn biết sự thật phải không? Để cho bác kể cho con nghe. Đúng, con muốn biết tất cả sự thật. Chúng ta đã giấu con bé sự thật. Ba của con đã bỏ rơi tất cả chúng ta. Duga, Johan cũng là con trai của anh. Tại sao? Được rồi, Duga. Anh sẽ ra đi nếu như em muốn. Nhưng anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Rodney, anh biết rằng em có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Hiện tại em có thể cảm thấy rất căm ghét ba mình. Em hãy để mọi chuyện xảy ra qua đi. Chúng ta hãy nhìn vào hiện tại và chẳng có ích gì khi nói những điều này đâu, Sida. Nghe nè, Rodney, anh không nói rằng mẹ em đã sai. Thực sự là mẹ của em đã phải chịu đựng rất rất nhiều trong thời gian qua. Bà ấy gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bà ấy chưa bao giờ phàn nàn cả. Bà ấy luôn giữ im lặng. Anh thật sự thán phục mẹ em. Nhưng mà Rodney, em không thể phủ nhận sự thật rằng ba và mẹ em là một cặp vợ chồng. Và mỗi gia đình đều phải đối mặt với tất cả các vấn đề. Vợ chồng phải giải quyết vấn đề theo nhiều góc độ khác nhau. Họ có những quan điểm khác nhau. Giống như trường hợp của chúng ta, cả hai chúng ta cũng có những quan điểm khác nhau. Hãy chỉnh anh nếu như mà anh nói sai. Rodney à, chúng ta không có quyền gì để phán xét một trong cả hai người như vậy. Em không cần lời giải thích của anh đâu, Sida. Em nghĩ 23 năm là quá đủ để giải thích cho chính mình. Ba em có cố gắng liên lạc với gia đình trong những năm này hay không chứ? Ông ấy đã mất trí nhớ chỉ 2 ngày trước thôi. Nhưng mà trước đó ông ấy ở đâu đây? Sida, làm ơn, em không quan tâm. Một khi lấy lại được trí nhớ, ông ấy có thể rời khỏi đây. Em chỉ muốn ông ấy hãy tránh xa gia đình của em ra, chỉ như vậy thôi. Thật ra thì em sẽ sắp xếp cho chú ấy vào ngày mai. Em không muốn biết sao? Không, em đã nói chuyện với mẹ rồi, Sida. Em đã làm phiền mẹ của em đủ rồi. Em không muốn nhìn thấy bà ấy đau khổ thêm nhiều nữa đâu. Rốt đi. Em muốn nhìn thấy ba em biến mất khỏi cuộc đời của em. Nhưng mà chính em sẽ sớm đưa ông ấy trở lại cuộc sống của mình. Em sẽ giúp ba mẹ của em hòa giải với nhau. Rốt đi à, bởi vì cuộc đời này rất là ngắn ngủi. Chúng ta không nên lãng phí thời gian để phá vỡ tất cả các mối quan hệ. Chúng ta nên cố gắng mang mọi người đến gần nhau hơn. Em không thấy rằng dù chúng ta đã ly hôn, nhưng mà chúng ta vẫn chưa kết thúc mối quan hệ của mình, phải không? Anh đã hứa với em rất là nhiều điều. Hôm nay anh sẽ phải hứa với em thêm một điều nữa. Anh sẽ giúp em đoàn tụ với gia đình. Đó chính là lời hứa của anh. Sid, giường đã được chọn rồi. Thằng bé đi đâu chứ? Sid à? Sid, có lẽ là thằng bé đi chạy bộ với Rai. Sambu, Rai à, anh có biết Sid đã ở đâu không? Thằng bé không đi chạy bộ với anh sao? Tại sao anh không nói gì chứ? Em đang hỏi anh đó. Để vào phòng cho tôi. Rai à, tại sao anh lại phớt lờ em chứ? Đời đã, Sambu. Tôi muốn tìm Sida. Thằng bé đi đâu rồi? Trả lời đi. Thưa bà chủ, tối qua cậu ấy không có về nhà. Cái gì? Tối qua Sida không về nhà sao? Chào buổi sáng, Sida. Dạ, chào bác. Mời bác ngồi. Đây, trà con. Dạ, cảm ơn.
Dạ cảm ơn. Siddha, thật ra bác muốn cảm ơn con vì con đã ở đây qua đêm. Tối qua mọi người đều đã làm việc rất mệt mỏi. Bác không biết làm thế nào để giải quyết tất cả chuyện này. Mọi chuyện có thể đã trở nên rất tồi tệ. Thông thường mẹ của Duga sẽ xử lý tất cả những tình huống như vậy. Nhưng mà thật không may thì dì ấy bị sốc. Dì ấy vẫn còn buồn bã và ngồi một mình ở trong phòng. Vậy sao? Nhưng mà con đã đồng ý ở lại theo yêu cầu của bác. Cảm ơn con rất nhiều. Thôi nào bác, xin bác đừng làm con cảm thấy xấu hổ. Con biết rằng con và Rodney đã ký vào tờ giấy ly hôn, nhưng mà tụi con vẫn chưa kết thúc mối quan hệ của mình. Và bác biết rằng con không dễ dàng bỏ cuộc. Cảm ơn con. À mà Siddha, em trai của bác, ý bác là ông Bathen. Ông Bathen. Em trai bác, ông Bathen. Tại sao bác lại xấu hổ khi gọi ông ấy là em trai của mình? Siddha, con không biết chúng ta đã trải qua những gì vì ông ta đâu. Ông ta không chỉ bỏ rơi Duga mà còn bỏ rơi cả gia đình. Bác chấp nhận rằng bác và Duga đã có những bất đồng, nhưng mà sự thật là Duga để chăm lo mọi thứ cho gia đình của chúng ta. Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ và hào phóng. Cô ấy đã bị bỏ rơi một mình. Nếu muốn cô ấy có thể từ chối lo cho bác, Kesa và Balu, cô ấy có thể đuổi bác ra khỏi nhà giống như ba mẹ chồng bác đã làm. Em trai bác đã bỏ trốn trách nhiệm lo cho gia đình, nhưng mà em dâu của bác đã đứng ra lo lắng cho cả gia đình. Và con biết không, bác tôn trọng Duga hơn ai hết, và bác sẽ luôn tôn trọng cô ấy, mãi mãi là như vậy. Con không thể nào đi. Chú à, không sao đâu. Con không thể nào chịu đựng được ông Bathen trong nhà của mình đâu. Đêm qua mẹ của con không ngủ được, mẹ thức tới 4 giờ sáng mới ngủ. Và chú thì đang lo lắng cho ông ấy. Con không quan tâm đâu. Con muốn ông ta ra khỏi nhà trước khi mẹ thức dậy. Con không muốn nhìn thấy ông ấy. Được rồi, chú sẽ làm như vậy. Chờ chút, chờ chút. Em đang làm gì vậy? Làm ơn chờ đi. Em đang cố làm gì vậy trót đi? Em đang làm gì vậy chứ? Em có lắng nghe chính mình chưa? Em không có lý gì cả. Ông Bathen không khỏe. Tại sao em muốn đuổi ông ấy đi ra khỏi nhà chứ? Em sẽ làm gì nếu ông ấy ra ngoài và tố cáo mẹ em? Siddha, tốt hơn là anh không nên nói về chuyện đó. Nếu ông ấy dám tố cáo mẹ của em sẽ không bao giờ buông tha cho ông ấy. Và nếu như ông ấy làm như vậy, em sẽ khiến cho ông ấy nhận ra rằng ông ấy phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi thứ. Được rồi, anh hiểu rồi. Điều đó có nghĩa là em đã trở nên thờ ơ đến mức thậm chí bây giờ em sẽ không quan tâm đến một người đàn ông đang đau khổ, đúng không nào? Thôi nào Rodney, hãy làm điều em cho là đúng đi. Anh sẽ làm những gì mà anh cho là đúng, nhưng anh sẽ không thể để em làm việc này. Đúng, anh đồng ý rằng những gì ông Bathen đã làm là sai. Nhưng mà sự thật vẫn là ông ấy đã bị xe của mẹ em tông vào. Em không thể nào phủ nhận điều đó. Em không hiểu tại sao anh lại ủng hộ ông ấy nhiều đến như vậy. Tại sao? Tại sao anh không đưa ông ấy đi cùng nếu anh rất quan tâm đến ông ấy? Rodney à, hãy ngừng nói chuyện đó có được không? Hãy quên chuyện tối qua đi. Chúng ta đã có đủ những tranh cãi và bất đồng rồi. Mẹ không muốn có bất kỳ quan hệ phiền phức nào trong nhà của mình nữa. Và bây giờ mẹ đã đi được một chặng đường dài rồi. Siddha đã nói đúng. Mẹ không thể nào đuổi ông ta ra khỏi nhà được. Nhưng mà mẹ, Rodney à, mẹ vẫn chưa nói xong mà. Mẹ đã đưa ra quyết định rồi. Ba của con sẽ được đưa đến một trung tâm phục hồi chức năng. Mẹ đang nói gì vậy? Sao mẹ có thể? Mẹ hả? Tại sao bây giờ cậu không gọi tôi là mẹ vợ cũ của cậu? Dù sao thì tôi không mong cậu thông hiểu cảm xúc của gia đình tôi. Siddha, Kesa, Rodney, hãy làm như những gì mẹ nói đi. Hai người có nghe tôi nói không? Hãy ngưng lại và đừng nói gì nữa, ok?
Được rồi, mình sẽ không quan tâm đến cảm xúc của họ một lần nào nữa. Họ không đánh giá cao sự nỗ lực của mình một chút nào. Rodney, con có ổn không vậy? Hôm nay con đã đến trễ. Con cũng có vẻ rất buồn. Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu bà, con ổn mà. Không có chuyện gì với con. Con đang nói dối. Hãy thề với bà là, và nói rằng không có chuyện gì. Bà xin hãy tin con. Đến đây nào, Sambu, để tất cả quần áo ở đây. Được rồi, cảm ơn. Đây, ông có thể ra ngoài được rồi. Cái gì vậy hả Simran? Mẹ, đây chính là quần áo của mẹ. Mẹ có thể thấy điều đó, nhưng mà tại sao con lại để quần áo ở đây? Thật ra mẹ, mẹ đã thuê người chăm sóc cho mẹ rồi, và mẹ thật sự rất thích cô ấy. Vì vậy rõ ràng là cô ấy sẽ làm mọi việc trong nhà cho mẹ. Và chúng ta cũng đang trả lương hậu hĩnh cho cô ấy mà. Lương cô ta cũng khá là cao. Vì vậy cô ta nên làm tất cả mọi việc. Con nói có đúng không mẹ? Bây giờ con đi làm công việc của mình rồi. Sambu, Sambu hả? Mẹ chồng con kìa, đang cố tỏ ra thông minh. Mẹ còn dám trả treo chứ bà. Hãy để bà dạy cho mẹ chồng của con một bài học. Sao cô ta dám yêu cầu con làm việc cho người giúp việc? Không sao đâu bà, không được đâu. Bà ơi, xin hãy bình tĩnh mà. Tôi đã đóng gói tất cả những thứ cần thiết. Tôi nghĩ những thứ này sẽ cần thiết cho anh ở trung tâm phục hồi chức năng. Tôi cũng không cần những thứ này, bởi vì tôi sẽ không đi đâu cả đâu. Tôi ở đây. Đó, tôi không đi đâu. Ý anh là sao chứ? Anh có nghĩ chuyện đó thật buồn cười không? Đây chính là nhà tôi. Dọn đồ của anh đi. Anh sẽ rời khỏi nơi này, và đó là quyết định cuối cùng. Đủ rồi đó. Được rồi, được rồi. Xin đừng tức giận. Tôi chỉ nói đùa thôi. À, nói đùa. Cô muốn tôi đi khỏi đây đúng không? Đúng, được rồi, được rồi. Tôi sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi, tôi muốn nói điều này. Tôi thật sự không nhớ gì về quá khứ của mình. Và tôi đã bắt đầu thích món quà của mình. Đúng, cô đúng là một người nóng tính. Cô quả thật rất hách dịch. Im đi, đủ rồi đó. Xin cô đừng có tức giận như vậy. Tức giận sẽ làm tăng huyết áp của cô. Cô có thể bị đau tim, mặc dù cô đã mất trái tim vì tôi. Được rồi, tôi sẽ rời khỏi đây. Nhưng mà sau khi kết thúc điệu nhảy mà chúng ta đã nhảy dang dở ngày hôm qua. Hôm qua có một bà già tới phá hỏng cuộc vui. Nhưng mà hôm nay chúng ta có thể nhảy. Cô thấy sao? Chờ chút. Ồ, họ định làm gì vậy chứ? Vậy là tốt quá rồi. Ôi, con đâu rồi hả Duga? Duga? Con đang làm gì ở đây vậy? Con đi giảm âm lượng. Vẫn còn to đó con. Giảm xuống chút nữa đi. Dạ cậu. Cậu đó. Dạ. Nơi này không phải là câu lạc bộ disco. Đúng không? Đây chính là một ngôi nhà. Cậu hiểu không? Đi thôi. Chúng tôi còn rất nhiều việc. Ồ, ông chủ nhà độc tài và một kẻ quỷ diệt. Ôi, dù sao thì... Wow, tuyệt vời.
Cuộc sống thì không thể nào đoán trước được. Cuộc đời là những thước phim thật thú vị. Thật là tuyệt vời đó. Mẹ vợ mình đã cố gắng hết sức để ngăn cản Jordy đi cưới mình. Và giờ đây, nhân vật phản diện trong chuyện tình của bà ấy chính là mẹ của bà ấy. Đó là mẹ vợ của ông Barthel. Đó chính là bà của Jordy. Chuyện này quả thật càng ngày càng thú vị. Nhưng mà mẹ à, xin đừng lo lắng. Con sẽ luôn ủng hộ mẹ. Con có thể bao dung mọi thứ. Nhưng mà con không thể để bất kỳ ai đánh mất tình yêu của mình. Con sẽ luôn ủng hộ mẹ. Trời, tất cả quần áo và máy giặt. Đừng sợ, có bà ở đây. Con không cần phải sợ gì cả. Bỏ đồ vào máy đi, nhanh đi. Nhanh. Được rồi, đi nào. Ai đã mở máy giặt vậy? Mình đâu có mở máy giặt đâu chứ. Mình nhớ là mình đâu có giặt. Được rồi, mình sẽ giặt sau vậy. Đến đây nào, ngồi đây. Rớt đi. Con có nhìn thấy bà lật ngược thế cờ với Simran không? Đập tay với bà nào. Con có chuyện gì vậy Rớt đi? Bà có thể nhận ra rằng con đang giấu bà chuyện gì đó. Bà con, trong bữa tiệc, mẹ con, mẹ của con đã nói với con rằng là ba của con vẫn còn sống. Rodney, đừng lo lắng. Thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi vết thương mà. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Con đừng lo lắng như vậy. Bà ơi, ba con đã không sống với gia đình con từ nhiều năm nay. Con thường hình dung ba con ở cùng với con, bế con trên tay và mang quà cho con. Tất cả điều đó đều là do con tưởng tượng. Bà ơi, con cảm thấy rất thất vọng. Đầu tiên cuộc hôn nhân của con kết thúc bằng việc ly hôn. Không, Rodney, đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nào, hãy nhìn bà nè. Bà vẫn lạc quan, ngay cả khi bà ở tuổi này. Và con còn quá trẻ, con không nên mất hy vọng. Hãy lạc quan lên. Thần linh sẽ sắp đặt mọi việc ổn thỏa. Con đừng lo, đừng từ bỏ hy vọng. Cháu yêu à. Bà đã nói chuyện với Duga và bác sĩ. Người đàn ông này sẽ được đưa đến trung tâm phục hồi chức năng ngay lập tức. Xin lỗi, tôi có một thắc mắc. Tôi muốn hỏi bà đang nói về ai. Đó là người đàn ông nào vậy? Bà có thể nói rõ tên của anh ấy có được không? Theo như tôi biết thì anh chàng đẹp trai này tên là Sid. Và cái chú này thì... tên của chú là gì ta? Đó là... là một từ tiếng Hindi. Chỉ để... à, Kesa, đó là tên của tôi. Đúng vậy. À đúng đúng, Kesa, cậu luôn gọi tên Didi khi cầu nguyện. À dạ. À, tôi xin lỗi. Tôi đang nghĩ có lẽ tôi cũng có một cái tên. Đáng tiếc là tôi không có nhớ hết tên của mình. Tôi rất là xin lỗi. Nhưng mà mọi người sẽ xưng hô với tôi như thế nào đây? Tôi cần một cái tên phải không nào? Mọi người có đề nghị nào không? Xích đa. Hả? Có thể gợi ý cái tên. Cái này là gì vậy? Một con dao hả? Không, đó là chữ X. Ông có thể gọi là Mr. X. Đúng rồi, Mr. X. Ồ, nghe có vẻ hay đó. Tôi thích cái tên này. Hãy gọi tôi là ông X. Từ bây giờ mọi người sẽ gọi ông là ông X. Chào Sydney. À, nè, chờ chút. Xin chào. Cô vừa đi làm về sao? Tại sao cô không dành chút thời gian với tôi? Ít nhất cô có thể uống một tách trà với tôi. Ngồi đây. Qua đây nào. Nếu ông định pha trà thì tôi cũng sẽ uống một ít trà. Tại sao không chứ? Tôi sẽ pha trà cho tất cả mọi người. Vui lòng đợi chút nha. Thật là một người đàn ông tuyệt vời. Thật là cá tính đó. Mình cảm thấy thích ông ấy rất nhiều. Mình nể ông ấy quá đi.
Jody à, anh muốn nói với em điều này. Anh biết là em đang rất là giận ba của em. Và em rất khó chịu với ông ấy. Nhưng mà xin hãy suy nghĩ kỹ lại việc này. Nếu như em muốn nói cho ông ấy điều gì đó, hoặc nếu em muốn cản ông ấy làm việc gì, hôm nay em đã có cơ hội rồi đó. Bởi vì hôm nay ông ấy sẽ đi khỏi nơi này, và sau đó em sẽ không có cơ hội nói chuyện với ông ấy nữa đâu. Tôi đã pha một loại trà đặc biệt cho tất cả mọi người. Đây, mời mọi người. À, Kisa. Dạ. Vui lòng mang đĩa bánh quy ra đây. Tôi để trên bàn. Được rồi, tôi sẽ đi lấy. Kisa. Đây, Kisa đã mang bánh quy đến rồi đây. Cảm ơn chú Kisa. Đường không? Hai muỗng đi. Hai muỗng? Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi cũng thích hai muỗng đường. Còn cậu, vui lòng cho một nửa lượng đường ông đã thêm vào trà. Cho Rodney, tôi đã ngọt ngào sẵn rồi. Một nửa hai thìa. Đây, của cậu đây. Giờ đây là dành cho cậu. Cảm ơn. À, Kesa, tôi không tìm thấy cái tách trà nào khác. Cậu tự lấy cho mình một tách nha. Quả thật là một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên. Wow, tuyệt vời. Làm sao mà hai người có thể có thói quen giống nhau như vậy hả? Hai người thậm chí còn nhâm nhi trà giống nhau nữa. Nhìn giống như là hai cha con như thật luôn. Thật là một phản ứng hóa học tuyệt vời. Hai người rất giống nhau. Xích đà, chúng tôi không giống nhau. Tôi sẽ không bỏ rơi gia đình mình trong thời điểm khó khăn đâu. Ông đã sẵn sàng chưa? Sida, cậu sẽ đưa ông ấy vào trung tâm phục hồi phải không? Mẹ, con đang nghĩ tới là... Sid. Không sao đâu. Tôi ước là tôi có thể dành nhiều thời gian hơn với cậu. Nhưng mà không có đủ thời gian để mà có thể hiểu rõ về cậu. Nhưng mà tôi chắc chắn tôi sẽ nhớ cậu. Tôi sẽ nhớ tất cả mọi người. Johnny à, hãy giữ gìn sức khỏe đó. Cô đừng làm phiền mẹ cô nhiều. Hãy chăm sóc cho bà ấy. Và luôn mỉm cười được chứ? Bây giờ tôi đưa ông đi nha. Được rồi. Tạm biệt.
Mẹ ơi, ai gọi mẹ vào giờ này vậy? Alo. Cái gì? Mẹ à, ai gọi mẹ vậy? Là ba con, ông ấy bỏ trốn khỏi trung tâm phục hồi. Sao? Mẹ, người đàn ông này có bị điên không vậy chứ? Rodney, ông ấy là ba con, hãy tôn trọng ông ấy. Nhưng nếu ông ấy đến đồn cảnh sát và tố cáo mẹ thì sao? Sida nấy đã cảnh báo con rồi. Không. Mẹ à, mẹ. Ai vậy? Đi coi nào. Cậu đang làm gì ở đây giờ này vậy? Đừng ngạc nhiên như vậy. Con cũng nhận được cuộc gọi từ trung tâm phục hồi. Ông bà Thèn đã bỏ trốn khỏi trung tâm phục hồi rồi. Cái gì? Đúng, ông ấy đã bỏ trốn rồi. Vậy chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Con đã nói với mẹ là đừng gửi ông ấy đến đó. Nhưng mẹ không nghe lời con. Hãy để con nói cho mẹ biết chuyện này. Nếu có chuyện gì xảy ra với ông Ba Then thì con sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ. Con sẽ làm điều đó nếu như bên đó họ điện cho con. Tại sao cậu lại đe dọa chúng tôi chứ, Sida? Cậu bị làm sao vậy hả? Chúng tôi thấy rằng ông ấy sẽ được an toàn tại trung tâm phục hồi. Thực tế chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi. Ồ vậy sao? Mẹ chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình mà. Mẹ chạy trốn khi gặp tình huống khó khăn. Mẹ có nghĩ rằng cảnh sát sẽ nghe mẹ nói không? Liệu họ có tin mẹ hay không? Đặc biệt là khi con nói với họ rằng mẹ đã đâm chiếc xe hơi mới của mình vào ông Ba Then và làm ông ấy bị thương. Con nên nói cho họ như vậy hay không? Không, họ sẽ không nghe mẹ nói như vậy đâu. Họ sẽ tống mẹ vào tù. Và cậu muốn chúng tôi làm gì? Đi tìm ông ấy. Anh không thể nào ép buộc chúng tôi được. Ép buộc là không đúng đâu. Cậu ta đang cố gắng gây rắc rối cho chúng ta. Hãy chuẩn bị đi tìm ông ấy đi. Rồi, đi nhanh lên nào. Sida, con thiệt tình. Nếu em lo lắng cho ba mình đến như vậy thì lẽ ra em không nên đưa ông ấy vào trung tâm phục hồi. Chờ chút. Đầu tiên, đừng gọi ông ấy là ba của em. Và thứ hai, em lo lắng cho mẹ của em. Em không bận tâm về ông ấy. Ồ thôi nào, Sida, chúng ta nên hỏi anh ấy không? Có chứ. À xin lỗi, ông đã gặp một người đàn ông nào khoảng 50 đến 55 tuổi không? Ông ta có bộ râu bờm sờm. Ông có nhìn thấy ông ấy ở đâu không? Ông ấy nhìn rất giống cô ấy. Ý tôi là mũi của ông ấy và... Đúng, một người đàn ông phù hợp với mô tả này đang ngồi ở đây. Ông ấy ngồi đây một lát. Tôi đã đưa cho ông ấy một ly trà. Và sau đó ông ấy đã rời đi. Ông ấy đã rời đi khoảng nửa giờ trước rồi. Sida, đi thôi nào. À, ông ấy rời đi nửa giờ trước phải không? Đúng, ông ấy đi theo hướng đó. An ninh ở đây kiểu gì vậy chứ? Sao các người có thể vô trách nhiệm như vậy với bệnh nhân của mình? Tại sao các người có thể bất cẩn như vậy? Tôi thật sự xin lỗi thưa bà, nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây. Đây là trường hợp đầu tiên như vậy. Chúng tôi có an ninh chặt chẽ. Tôi không biết làm thế nào. Bây giờ xin lỗi có ý nghĩa gì? Tôi chỉ muốn nói với các người rằng các người phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện xảy ra với ông ấy. Tại sao bảy lại khó chịu như vậy? Bảy tìm thấy người đàn ông đó trên đường thôi mà. Ông ta có phải là người thân của bảy đâu chứ? Các người có vấn đề gì với chuyện đó hả? Cứ lo chuyện của mình đi. Nếu hôm nay các người không tìm được ông ta thì tôi sẽ khởi kiện tất cả các người. Mẹ à, xin đừng lo. Tụi con sẽ tìm thấy ông ấy. Xin hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Xuống đi nào. Được rồi. Dạ. Thưa ông có thấy một người đàn ông cao mặc áo sơ mi không? Johnny, ba ơi. Ba. Ba. Ôi không. Chú à, thả tôi ra. Ba ơi, chú à, nghe nè, để tôi yên.
Duga, tại sao con lại khó chịu như vậy chứ? Ngồi xuống đi, con không muốn ngồi, con muốn tìm một giải pháp cho vấn đề này. Ôi thần Linh ơi, tụi con đã tìm ra giải pháp rồi mẹ. Con tìm thấy ông ấy chưa? Dạ rồi. Ông ta ở đâu rồi? Ông ấy đang ở khách sạn của Sida. Tại sao? Tại sao con lại để ông ấy ở đó? Đó không phải là giải pháp cuối cùng. Mẹ, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Ông ấy không nghe tụi con nói, mẹ biết ông ấy cứng đầu thế nào mà. Dạ, một khi quá trình điều trị bắt đầu, ông ấy sẽ lấy lại được trí nhớ. Ông ấy có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn. Chúng ta không quan tâm anh ta ở đâu, và chúng ta không hề bận tâm về anh ta chút nào. Được rồi, tôi sẽ thanh toán hóa đơn khách sạn Sida. Ôi không, không. Rớt đi. Johnny à, con sao vậy? Hãy để mẹ con thanh toán chi phí khách sạn đi chứ. Đúng vậy. Bà ơi, bà làm sao vậy chứ? Tại sao bà lo lắng nhiều như vậy? Hãy bình tĩnh đi mà. Con không cần thanh toán tiền bạc gì cả đâu. Trong khách sạn của con có rất là nhiều phòng trống. Vì vậy con yêu cầu ông ấy ở lại đó rồi. Con không muốn ông ấy ở đây với những người phụ nữ trong gia đình này. Nghe nè, con không có ý xúc phạm ai cả. Chúng ta không còn là một gia đình, phải không? Chú Kesa là người bạn trực tuyến của con. Chú ấy thích những bức ảnh của con, vì vậy mẹ cũng có thể xem con là bạn của mẹ. Con hứa với mẹ rằng nếu ông Baten gọi đồ uống, đồ ăn mặn hoặc là sử dụng bất kỳ dịch vụ phòng nào, con sẽ gửi hóa đơn cho mẹ, được chứ? Cứ vậy đi, ship ăn chay, ông ấy sẽ không yêu cầu những thứ như vậy. Wow, tuyệt vời. Ồ, mẹ biết rất nhiều về ông ấy. Đó là điều hiển nhiên, mẹ hiểu ông ấy rất là rõ. Ông ấy bị mất trí nhớ chứ không phải là mẹ. Được rồi, Sip có thể ở khách sạn. Anh ta có thể ở bất cứ nơi nào anh ta thích, nhưng mà anh ta nên tránh xa nhà chúng ta. Ôi, đúng vậy mà. Thôi mà bà, tại sao hai mẹ con nhà này lại nóng nảy quá vậy? Hai người luôn gây rắc rối cho con rể luôn. Con có thể hiểu trường hợp của mẹ, nhưng bà không nên cư xử như mẹ vợ của con. Sida, cậu có thể đi rồi đó. Đúng, cậu đi được rồi đó. Đi đi. Sao? Sao bà có thể thô lỗ như vậy với con chứ? Vậy thì con sẽ nguyền rủa bà. Mẹ, con sẽ tiễn anh ấy ra cửa. Tại sao con lại cười chứ? Đi về phòng đi nào. Sếp luôn khuấy động những rắc rối về cuộc sống của mình. Chỉ vì anh ấy mà Rodney và Sida lại về với nhau. Mình không hiểu tại sao anh ta lại quay trở lại. Tại sao anh ta lại quay lại chứ? Tại sao? Sida, hả? Em rất là sợ hãi. Em hy vọng những gì chúng ta đã làm là đúng. Nếu mẹ và bà biết rằng ông ấy không ở khách sạn của anh thì... Thôi nào Rodney, chúng ta không còn lựa chọn nào cả. Chúng ta đã xem xét tất cả các lựa chọn và đây là điều khả thi. Cầu mong ông ấy sớm khỏe lại và rời xa cuộc đời chúng ta. Rodney à, em có nhớ có lần em rất tức giận với anh không? Em đã không nghe anh nói. Em đã mất niềm tin vào anh. Em đã để anh một mình. Em không cho anh cơ hội để giải thích. Và hôm nay em đã làm điều tương tự rồi. Điểm khác biệt duy nhất khi đó em đã làm tất cả những điều đó với chồng mình. Hôm nay em sẽ làm việc đó với ba của em. Có lẽ ông ấy có điều gì đó muốn nói với em. Có thể có điều gì đó mà mẹ em chưa biết. Có thể lời giải thích của ông ấy sẽ giúp em tha thứ cho ông ấy cũng nên. Có thể sao? Đúng. Anh đang nói về khả năng hả? Mối quan hệ không dựa trên khả năng đâu Sida. Và ông ấy đã làm tổn thương mẹ em rất nhiều. Ông ấy không xứng đáng được tha thứ đâu. Em có thực sự nghĩ rằng tình yêu có thể chết dễ dàng như vậy không?
việc kết thúc một mối quan hệ có dễ dàng đến như vậy hay không? Em có thực sự nghĩ như vậy không hả Johnny? Johnny à, chúng ta đã ly hôn rồi, nhưng mà liệu mọi thứ giữa chúng ta có kết thúc chưa? Trong sâu thẳm thì em vẫn còn hy vọng. Nghe nè Johnny, hãy lắng nghe trái tim của mình. Hãy nhìn sâu vào mắt của anh và hãy nói với anh rằng em đã hết hy vọng. Ôi, chú sẽ bắt con. Con sẽ không thể nào thoát được đâu. Chú chắc chắn sẽ bắt được các con. Nếu chú bắt được rồi thì... Ôi đúng rồi, chú đã bắt được một người rồi. Chú đã bắt được một người rồi đây nè. Bây giờ con sẽ chạy đi đâu hả? Để chú xem là ai nào. Ồ, thì ra là con. Con có biết không, khi con gái chú được 2 tuổi, chú đã từng chơi với con chú như thế này. Và bọn chú đã từng có rất là nhiều niềm vui với nhau. Chú đã từng nâng con gái chú lên trong vòng tay của mình như thế này nè. Và con gái của chú rất thích điều đó. Ồ, bây giờ con gái chú lớn rồi. Con đã gặp con gái chú chưa? Con gái chú giờ đã biết chăm sóc người khác. Ông đã nói dối chúng tôi. Và ông đang giả vờ mất trí nhớ. Ông đang diễn kịch sao? Ông nhớ tất cả mọi thứ rất là rõ ràng. Và ông giả vờ như là mình đang bị mất trí nhớ. Ông đã chơi đùa với cảm xúc của chúng tôi sao? Sao ông dám hả? Nè, nghe nè. Đừng. Ông đang nghĩ gì về bản thân của mình vậy? Ông có nghĩ rằng việc mất trí nhớ sẽ giúp ông quay trở lại cuộc sống của mẹ không? Ông muốn khơi lại vết thương cũ của bà ấy sao? Ông có nghĩ rằng ông sẽ có thể vào nhà của chúng tôi bằng cách giành được thiện cảm của chúng tôi sao? Ông nghĩ như vậy có phải không nào? Thôi nào Johnny, em hãy công bằng chút đi. Tại sao em không cho mấy cơ hội? Không xích đa, anh đã nói với em rằng chúng ta nên giúp đỡ ông ấy. Nhưng mà ông ấy hoàn toàn ổn. Ông ấy đã nói dối chúng ta. Ông ấy nhớ tất cả mọi thứ. Ông ấy lại muốn gây rắc rối cho mẹ. Em sẽ không để điều đó xảy ra đâu Sida. Vậy em sẽ ngăn việc này. Johnny, ra khỏi đây ngay. Johnny, tôi ghét ông. Johnny, đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi. Không, đủ rồi. Em sẽ phải nghe ông ấy nói. Thật sao Sida? Tại sao em phải nghe ông ấy nói? Vậy tại sao anh lại ủng hộ ông ấy chứ hả?
anh có liên quan đến ông ấy không?